mình nó có 30% là vàng. Bên đây là sảnh chính đình. Đây, toàn vàng hết. Đi sang đây. Chờ phòng. Tất cả những cái trên tường cũng là mạ vàng. Tới giới thiệu các bạn sang bên bên kia lại nhé. Nguyên một cái bộ phòng tắm này, toàn là rất vàng đấy, có bồn cầu, phòng tắm, vòi nước. Cái đèn bật lên thì là sẽ cho mọi người nhìn được ở ngoài, nó sẽ rất là nhiều sang được. Một vệ sinh, một rửa mặt. Sau khi check in vào tham quan phòng trưng bày xong, bây giờ mình đi vào thang máy để lên phòng lấy phòng nhé. Thì các bạn chờ tới nhé. Xin mời các bạn vào đây. Phòng trong này có thang máy nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ, dát vàng hết này. Cửa đó là vàng này, một thang này. Tầng của mình là tầng 25 nhé. Ok. Đây là tầng 29 tầng hồ bơi này. 28 là phòng gì đây? Văn phòng này, rồi nhà hàng này, karaoke này, đây, sảnh chính này. Xong rồi bây giờ mình sẽ lên tầng 25 của mình để mình ra mình nhận phòng. Chúc anh chị kỳ nghỉ vui vẻ ạ. Anh cảm ơn. Mình ở tầng 25. Cái các bạn nhìn thấy kia, về là khu check-in của khách sạn Đà Lạt Golden Bay. Đây là tủ đựng quần áo này. Tủ này là khi mình mở ra là có đèn nó tự sáng. Trong đây có quần áo ngủ. Có cả cái bàn để nạc quần áo này, kép này. Tủ đựng máy sấy này, đèn pin. Để xem. Với cả cái khăn đang lập rất là đẹp. Thế là giống ngủ này, mình nhìn vào phòng tắm này, quay lớp kính này. Trong đây cái bồn rửa mặt với cả cái vò sen đều là vàng hết. Đây, mời các bạn ra đây xem.
Đây mình sẽ mở cửa để ra cho mọi người xem nhé. Nhìn qua máy ảnh thì nó không biết như nào, nhưng mà ở ngoài nhìn bóng bóng loáng, nó vẫn giống như bình thường, nhưng mà tất cả cái này, cả bồn cả cái vòi đều là màu vàng hết. Tí nữa mình sẽ đây phòng bên này nhé, kéo lên vòi hoa sen này cũng là màu vàng này. Cả cái tượng khăn mặt, khăn đầu người cũng màu vàng. Bây giờ mình đang ở tầng 29 đi bơi nhé. Bỏ dép anh ơi. Sang thật đẹp. Bơi vàng nhé. Tăng vàng. Đẹp quá, đẹp quá. Tôi nhìn đi. Nhìn phía bên này là con sông này. Ôi đẹp quá. Chưa, sao nhỉ? Đầu tốt đẹp chưa? Đã hết một buổi chiều tắm bể bơi trên này.
và một ngày review khách sạn tại Golden Đà Nẵng. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Bye bye.